nhiên. Đặc sản là cái gì? Các bạn hãy nghe. Bạn gà đến cánh đồng xanh tươi mịn màng, nhưng những ai biết được có một cánh đồng mà trong lịch sử đã ghi tên, đó là cánh đồng này. Sau đây bác Hưởng và cháu Thanh Tùng sẽ trình bày lại bài hát về cánh đồng này. Trên cánh đồng này con chim chiên chiên,